hộp hút ẩm 450 ml hàng Nhật mang lại không gian thoáng mát và dễ chịu cho ngôi nhà của bạn. Chất hút ẩm hay chất chống ẩm được ứng dụng nhiều trong cuộc sống. Chúng có khả năng hút và giữ hơi ẩm vào bên trong bản thân nó. Làm cho không khí trong bao bì sản phẩm có chứa chất hút ẩm đạt được độ ẩm mong muốn để đảm bảo quản hàng hóa được an toàn. Lâu dài không bị ẩm mốc, gì xét. Tại Việt Nam do điều kiện khí hậu với độ ẩm cao thường xuyên gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất và lưu trữ hàng hóa. Vì vậy, việc sử dụng các sản phẩm chống ẩm rất cần thiết đối với doanh nghiệp hay trong cuộc sống hàng ngày. Sử dụng một sản phẩm như hộp hút ẩm chính là một trong những phương pháp kiểm soát và loại bỏ độ ẩm ít tốn kém nhất mà vẫn hiệu quả. Hộp hút ẩm với dung tích 450ml là sản phẩm đến từ Nhật Bản. Được sản xuất với công nghệ cao mang lại chất lượng cao cấp giúp mang đến cho người dùng một không gian thoáng mát, sạch sẽ và dễ chịu, đồng thời mang lại sự an toàn cho người dùng thông qua chất lượng và cam kết từ sản phẩm. Ưu điểm của hộp hút ẩm. Hộp hút ẩm dùng để hút ẩm trong nhà, tủ quần áo, tủ giày giúp đồ dùng tránh bị ẩm mốc do trời nồm. Trời mưa nhiều ngày. Có tác dụng khử mùi trong phòng ngủ hoặc phòng tắm. Thời gian sử dụng lâu dài từ 2 tháng từ tháng giúp tiết kiệm ngân sách cho người dùng. Kích thước nhỏ gọn có thể dễ dàng bố trí tại bất kỳ vị trí nào trong mọi không gian sống. Thông số của sản phẩm. Thể tích 450ml. Phạm vi hút ẩm khoảng 10m2. Thời gian sử dụng. 2-4 tháng tùy theo điều kiện thời tiết.